chào các bạn, cô tên là Mai Vân, giảng viên tại trường Anh ngữ ALS. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn là một thì cơ bản và mang tính ứng dụng rất cao trong tiếng Anh. Thế tuy nhiên là cô nhận thấy các bạn dù trình độ cao, ví dụ như là các bạn đạt 5.5, 5.0 IELTS rồi, thế nhưng mà chúng ta vẫn mắc những cái lỗi về liên quan đến thì hiện tại đơn. Chính vì vậy mà hôm nay cô sẽ cùng các bạn hệ thống từ A đến Z tất cả mọi thứ về thì hiện tại đơn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cách dùng. Vậy thì chúng ta dùng thì hiện tại đơn khi nào? Các bạn cũng đã biết đúng không? Khi chúng ta nói về một sự thật hiển nhiên. Một sự thật hiển nhiên ví dụ như là gì nhỉ? Mặt trời mọc hướng đông. Ok. The sun rises in the east. Còn gì nữa không nhỉ? Nước sôi ở 100 độ C. Water boils at 100 degrees C. Right. Ok. Rồi, còn ngoài cách dùng là diễn tả một sự thật hiển nhiên thì chúng ta còn có cách dùng gì nữa nhỉ? Rồi, là mô tả kiến thức chung đúng không? Một kiến thức chung. Rồi, một kiến thức chung. Ngoài cách dùng nói về sự thật hiển nhiên, chúng ta còn dùng thì hiện tại đơn để nói về kiến thức chung. Kiến thức chung ví dụ: một số người cho sữa vào trà của họ. Some people put milk in their tea. Some people put milk in the tea, right? Cũng là một kiến thức chung đấy. Thì đôi khi chúng ta còn gì nhỉ? Sử dụng thì hiện tại đơn để chỉ đường và hướng dẫn. Ví dụ như cô muốn đang đi đến một địa điểm A và người hướng dẫn của cô, người ta sẽ nói là bạn đi thẳng và đích đến của bạn sẽ nằm ở bên tay phải, thì cô sẽ nói là gì nhỉ? You go straight ahead. Your destination is on your right. Ok, các bạn lưu ý cho cô phần này nhé. Là cái chỉ dẫn này đôi khi người ta có thể làm sao? Đặt ở dạng câu mệnh lệnh, tức là không phải là you go straight ahead nữa, mà là go straight ahead. Ok. Vậy thì khi đó câu sẽ bắt đầu bằng động từ nguyên thể. Ok, chúng mình chú ý là câu sẽ bắt đầu bằng động từ nguyên thể trong câu mệnh lệnh, chứ không phải là verb in nhá. Động từ nguyên thể go straight ahead. Your destination is on your right. Ok. Cũng nằm trong cái mục kiến thức chung này. Thì hiện tại đơn còn dùng để miêu tả một bộ phim hoặc là một câu chuyện. Cô ví dụ về phim Tom and Jerry. Ok. Mình sẽ có câu gì nhỉ? In the animation Tom and Jerry. In the animation Tom and Jerry, the two main characters always fight and never get on well. Right? Trong bộ phim Tom và Jerry thì sao? Hai nhân vật chính luôn luôn đánh nhau và
không bao giờ hòa thuận với nhau cả. In the animation Tom and Jerry, the two main characters always fight and never get on well. Cách dùng tiếp theo của chúng ta là cách dùng thứ ba. Thì hiện tại đơn diễn tả một sở thích hoặc thói quen, hobbies and routines. Cô ví dụ, cô rất thích chơi bóng đá. Ok, I like playing soccer or football. Đấy là sở thích của cô. Thế còn thói quen của cô thì sao? Cô có thể ví dụ một thói quen là ngày nào cô cũng thức dậy lúc 6 giờ sáng. Sớm đúng không? I wake up. I wake up at 6 a.m. every day. I wake up at 6 a.m. every day. Rồi, và còn một cách dùng nữa. Cô nghĩ là cách dùng này chúng ta có thể hay nhầm này. Đó chính là thể hiện tại đơn có thể diễn tả một hành động trong tương lai. Tuy nhiên đấy là hành động gì? Đấy phải là một lịch trình tàu xe, một lịch trình có sẵn, một lịch trình cố định. Cô ví dụ nhé, ngày mai cô có một chuyến bay, bay lúc cũng 6 giờ AM đi. Vậy thì cô sẽ nói là the airplane takes off at 6 AM tomorrow. Vậy thì cái hành động đấy ngày mai mới diễn ra. Thế tuy nhiên là cái giờ cô bay đã được xác định rồi, nó đã là một lịch trình cố định, thì cô vẫn sử dụng thể hiện tại đơn. Thì đấy là toàn bộ những cái cách sử dụng của thể hiện tại đơn. Thứ nhất là sự diễn tả sự thật hiển nhiên. Thứ hai, diễn tả kiến thức chung. Trong kiến thức chung chúng ta có thể có chỉ dẫn này, chỉ đường này, và nói về một bộ phim, một câu chuyện. Thứ ba, đó là nói về sở thích, một thói quen. Và thứ tư, đó là lịch trình tàu xe cố định. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về công thức của thể hiện tại đơn. Vậy thì thể hiện tại đơn được hình thành như thế nào nhá? Rồi, để phần này các em được hiểu rõ hơn, cô sẽ chia ra làm hai phần: công thức với động từ to be và công thức với động từ thường. Đối với mỗi phần động từ to be hay động từ thường thì cô sẽ chia ra làm 3 phần nhỏ hơn, đó là dạng khẳng định, dạng phủ định và dạng nghi vấn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào dạng khẳng định với động từ to be nhé. Rồi, với động từ to be ở dạng khẳng định thì chúng ta sẽ có công thức là subject, chủ ngữ, cộng với am, is, are,
chính là động từ to be đó, cộng với danh từ hoặc là tính từ. Rồi, vậy thì khi nào chúng ta dùng am, khi nào chúng ta dùng is và dùng are? Khi chủ ngữ là I, chúng ta sẽ có I am. Khi chủ ngữ là he, she, it và các danh từ số ít, chúng ta sẽ dùng is. Ok, vậy thì cô ví dụ luôn. She is beautiful. Hoặc khi chủ ngữ là một tên riêng, ví dụ như là Mary, thì chúng ta sẽ sử dụng is là Mary is beautiful. Bởi vì sao nhỉ? Mary cũng chính là chủ ngữ she, đúng không? Hay như cô sử dụng một cái danh từ số ít, như ví dụ như là danh từ số ít gì nhỉ? Ví dụ như là This pen is mine. Tức là cô nói là cái bút này là của cô. This pen is mine. Right. Ok. Rồi, còn khi nào mà chúng ta sử dụng a, đó là với chủ ngữ we, they, you và chủ ngữ gì nữa nhỉ? Là plural. Plural nouns, tức là danh từ số nhiều, thì chúng ta sẽ cộng với are. Ok, ví dụ như là we are students, we are teachers, you are a student and I am a teacher, right? Và danh từ số nhiều, chúng ta có thể ví dụ là these pens are mine, những cái bút này là của cô. Thế khi mà sau khi mà chúng ta đã nắm chắc cái công thức của dạng khẳng định rồi thì chúng ta hình thành dạng phủ định rất là đơn giản thôi. Đó chính là chủ ngữ cộng với am, is, are và chúng ta cộng với not. Đấy. Cũng tương tự như bên trên, chúng ta sẽ có I sẽ cộng với I am not, he, she, it và danh từ số ít cộng với is not. Và chủ ngữ we, they, you, danh từ số nhiều cộng với are và not. Ok. Và chúng ta sẽ có một cái lưu ý gì nhỉ? Chúng mình sẽ có thể viết tắt, đúng không? Ví dụ như là I am not, thì chúng ta có thể viết tắt thành gì? Am not. Còn you are not, chúng ta có thể viết là gì nhỉ? You aren't. Ok. Rồi. He is not. Chúng ta có thể viết tắt là he isn't. Isn't. Ok. Vậy thì I am not chúng ta có thể viết tắt là I'm not. I'm not chúng ta viết tắt là aren't. Và is not chúng ta viết tắt là isn't. Ok. Rồi, đến dạng nghi vấn thì sao? Chúng ta chỉ việc đảo am, is, are lên đầu câu. Ok, cô ví dụ nhá. Cô có, các em có phải là một học sinh hay không? Are you a student? Rồi, cô ấy có xinh đẹp hay không? Is she beautiful? Rồi, rất là đơn giản đúng không nào? Vậy thì trong cũng là câu hỏi. Thì đây là câu hỏi gì nhỉ? Loại câu hỏi gì nhỉ? Yes, no question. Vậy nếu chúng ta muốn hình thành câu hỏi gì? Có từ để hỏi, WH question, thì chúng ta làm thế nào? Cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ việc đưa WH question words, tức là những từ để hỏi, lên đầu câu trước am, is và are. Có, thấp
Rồi, cô ví dụ nhé. Cô ấy là ai? Who is she? Ok. Cô ấy đến từ đâu? Hoặc là bạn đến từ đâu? Where are you from? Right. Rồi, rất là đơn giản. Rồi, trong mục thứ hai, chúng ta vừa rồi đã nghiên cứu các công thức của thì hiện tại đơn với động từ to be, đúng không? Vậy thì chúng ta bây giờ sẽ tiến đến công thức của thì hiện tại đơn với động từ thường nhé. Động từ thường là những động từ gì nhỉ? Ví dụ như là play, eat, drink, sleep, đúng không? Những động từ chỉ hành động. Rồi, vậy thì với câu khẳng định trong động từ thường, chúng ta sẽ có công thức như thế nào? Chắc chắn là phải bắt đầu bằng gì nhỉ? Đúng rồi, chủ ngữ đúng không? Subject. Và gì nữa? Chính xác, verb. Verb thường. Và chúng ta đã được học rồi là verb thường ở trong thì hiện tại đơn đôi khi chúng ta phải chia, đúng không? Chia thêm s hoặc thêm es. Vậy thì khi nào chúng ta chia, khi nào chúng ta không chia? Ok. Chính xác, khi chủ ngữ là I, you, we, they. Và gì nữa nhỉ? Danh từ số nhiều. Thì chúng ta sẽ cộng với cả động từ nguyên thể. Ok. Còn với các chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. She, he, it. Và các danh từ số ít. Thì chúng ta sẽ phải chia động từ bằng cách thêm s hoặc là es. Về cách thêm s hoặc là es, khi nào chúng ta thêm s, khi nào chúng ta thêm es, cô sẽ hướng dẫn chúng ta ở mục sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào công thức trước. Rồi, đến dạng khẳng định thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Đúng rồi, rất là đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ phải thêm trợ động từ don't. Hoặc là gì? Doesn't. Đây là cách viết tắt đúng không? Còn cái cách viết đầy đủ của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Do not. Và does not. Và chúng ta sẽ cộng với verb nguyên thể hay là thêm s-es ở đây? Chính ra chúng ta phải cộng với verb nguyên thể, bởi vì chúng ta đã có gì? Trợ động từ rồi đúng không nào? Ok, rồi đến dạng khẳng định cũng rất đơn giản đúng không? Thì hiện tại đơn chúng ta chỉ cần đảo trợ động từ do hoặc là does lên đầu câu thôi. Và chúng ta sẽ cộng với chủ ngữ rồi cộng với verb ở dạng nguyên thể. Chính xác. Rồi, vậy thì khi nào chúng ta dùng don't và do? Khi nào chúng ta dùng does và hoặc là does not? Ok, lại chỗ này em bị vấp. Vậy thì khi nào chúng ta dùng don't? Khi nào chúng ta dùng does? Lại. Vậy thì khi nào chúng ta dùng do not và do? Khi nào chúng ta dùng does not và does? Ok, thì cũng y xì những cái quy tắc mà cô vừa nói nhá. Thì chúng ta sẽ dùng do hoặc là do not với chủ ngữ I, you, we, they và các danh từ số nhiều. Và chúng ta dùng does hoặc là does not với các chủ ngữ she, he, it và các danh từ số ít. Ok, bây giờ cô sẽ lấy một câu và cô sẽ biến một câu đấy thành dạng khẳng định này, phủ định và nghi vấn để chúng ta dễ hình dung nhé. Ok, đầu tiên là cô sẽ lấy ví dụ với đây đi, với chủ ngữ I, you, we, they hoặc là danh từ số nhiều nhé. Ok, cô sẽ lấy một câu rất là đơn giản. You, bạn thức dậy vào lúc 6 giờ. You wake up at 6 a.m. right every day.
Rồi. Bạn thức dậy vào lúc 6 giờ. Bây giờ cô sẽ biến câu này thành câu phủ định nhá. Thì cô sẽ thêm gì? You don't. Hoặc là gì nhỉ? Do not wake up at 6 a.m. every day. Tức là bạn không thức dậy vào lúc 6 giờ. Tiếp nhá. Bây giờ cô muốn biến câu này thành câu hỏi. Ok, chính xác. Cô sẽ đảo trợ động từ do lên đầu. Do you wake up at 6 a.m. every day? Ok, rồi. Bây giờ cô sẽ lấy ví dụ với các chủ ngữ là she, he, it, singular, nouns, danh từ số ít nhá. Cô sẽ lấy ví dụ là she. Cũng với cái ví dụ như trên, cô ấy thức dậy lúc 6 giờ. Ok. Thì mình sẽ là viết là gì nhỉ? She wake. Ok, chú ý ở đây động từ chúng ta phải thêm s hoặc là es. Ở đây chúng ta sẽ thêm s với động từ wake. Chúng ta sẽ đọc là wakes. She wakes up at 6 a.m. every day. Ok. Và dạng phủ định của chúng ta sẽ có là gì? She không. She does not. Hoặc là she doesn't. Wake up at 6 a.m. every day. Right. Bây giờ dạng câu hỏi. Chúng ta rất là thuần thục rồi đúng không? Thì cô sẽ làm nhanh nhá. Does she wake up at 6 a.m. every day? Ok. Vậy thì chúng ta chú ý lại một lần nữa đến cái động từ này. Trong câu khẳng định, chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít, cô chia động từ và cô phải thêm s vào từ wake thành wakes. Nhưng đến câu phủ định, bởi vì sao nhỉ? Cô đã có trợ động từ rồi, cho nên verb của cô phải ở dạng nguyên thể wake. Ok. Câu hỏi cũng vậy, tương tự cô có trợ động từ does, cho nên là cô không cần phải thêm s, cô không cần phải chia động từ nữa, mà cô để ở dạng nguyên thể nhá. Ok. Rồi. Còn một phần nữa đó chính là ở đây chúng ta mới học là gì nhỉ? Câu hỏi yes no question hay là WA question. Yes no question đúng không? Bởi vì nếu như câu hỏi là cô ấy có thức dậy vào lúc 6 giờ không, thì câu trả lời của chúng ta chỉ có thể là gì? Có hoặc không. Ok. Vậy thì đây chỉ là câu hỏi yes no question thôi nhá. Thế nếu mà chúng ta muốn hỏi những cái câu hỏi mà bắt đầu bằng từ để hỏi thì sao? Ví dụ như là không chỉ hỏi là cô ấy thức dậy lúc 6 giờ hay không, mà chúng ta hỏi là cô ấy thức dậy lúc mấy giờ, thì chúng ta làm thế nào nhỉ? Ok, chính xác, chúng ta sẽ thêm từ để hỏi là WH question words. Chúng ta sẽ thêm từ để hỏi vào đầu của câu hỏi. Do, does, vẫn cộng với chủ ngữ và cộng với verb nguyên thể nhé. Rồi, vậy thì ví dụ từ đây cô sẽ có câu này, cô sẽ hỏi là mấy giờ bạn thức dậy? Mấy giờ cô ấy thức dậy, đúng không? Cô sẽ có câu hỏi là gì? Mấy giờ thì chúng ta hỏi là gì nhỉ? What? What time nhỉ? What time do you wake up? Right? Và gì nữa? What time does she wake up? Ok. Vậy thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái việc chia động từ khi mà chúng ta trong câu khẳng định thôi nhá. Thêm s hoặc es với ngôi thứ ba số ít và
danh từ số ít. Ok, còn với những câu phủ định và câu nghi vấn thì bởi vì chúng ta có chọn từ don't, doesn't, do, does, cho nên là verb của chúng ta luôn ở dạng nguyên thể. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong công thức khẳng định và chúng ta phải chia động từ thì khi nào chúng ta thêm s và es. Đây cũng là cái điều mà các bạn học sinh của cô thắc mắc rất là nhiều và chúng ta vẫn còn bị confused, vẫn còn bị bối rối về cái chủ đề này. Vậy thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta khi nào chúng ta thêm s, thêm es và khi thêm es hoặc s rồi thì chúng ta đọc như thế nào nhé. Trước khi cô đi vào phần này thì cô sẽ luôn chú ý các bạn là ngôn ngữ thì nó không có một cái quy tắc cố định. Chính vì thế chúng ta sẽ luôn có những cái trường hợp đặc biệt. Thế tuy nhiên là chúng ta sao nhỉ? Học tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai thì những cái quy tắc mà chúng ta tự tìm ra này nó sẽ rút ngắn thời gian chúng ta học và chúng ta học hiệu quả hơn nhé. Tuy nhiên các bạn sẽ luôn luôn cố gắng tìm tòi, nghe và đọc để chúng ta biết được là có những cái trường hợp đặc biệt nào nhé. Sao tự nhiên mình nói thế nhỉ? Nói lại đi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu khi nào thì thêm s và thêm es. Như vừa rồi cô hướng dẫn chúng ta công thức đúng không? Thì chỉ với dạng khẳng định chúng ta sẽ cần phải chia động từ ở ngôi thứ ba số ít và danh từ số ít thì động từ phải thêm s hoặc es. Và cái phần này thì học sinh của cô nhiều rất nhiều bạn thắc mắc và có những câu hỏi khi nào thì thêm s, khi nào thì thêm es. Và chúng ta sau khi thêm s và es vào động từ rồi thì chúng ta lại còn phải phát âm, phải đọc như thế nào nữa. Thì chúng ta sẽ cùng với cô đi vào phần này nhé. Ok, thông thường thì chúng ta sẽ thêm s vào sau động từ. Cô ví dụ như động từ eat thì chúng ta sẽ thêm s thành eats. Động từ ăn rồi uống đúng không? Drink thì chúng ta sẽ thêm s thành drinks. Chúng ta có eats và drinks. Rồi. Thế tuy nhiên là chúng ta sẽ có những cái trường hợp đặc biệt nào khác. Đầu tiên là khi nào chúng ta thêm es. Vậy thì chúng ta sẽ thêm es khi mà động từ kết thúc bằng những đuôi gì nhỉ? Nào chúng ta thêm es. Chúng ta sẽ thêm es khi đuôi của động từ kết thúc bằng những chữ cái gì nhỉ? Đúng rồi. Khi mà đuôi của động từ kết thúc bằng những chữ cái o, s, x, c, h, c, h, c, s, h, s, h và z thì chúng ta sẽ phải thêm es. Ví dụ nhá, chúng ta có động từ gì nhỉ? Go thì chúng ta phải thêm es thành goes, right? Chúng ta có động từ nhớ là miss thì chúng ta thêm es, chúng ta sẽ có misses. Chúng ta có động từ rửa tay đúng không, trong mùa Covid, wash thì chúng ta phải thêm es là washes. Ok, vậy thì có cái quy tắc nào hay là có cái mẹo nào để nhớ những cái chữ cái này không? Thì có nhá, cô sẽ thử hướng dẫn học sinh của mình là ô đúng không, ông sao xanh, chiếu sáng dịu. Ok, sáng là sh, chúng ta sẽ có câu là ông sao xanh chiếu sáng dịu. Ok, sáng là sh và dịu là chữ z nhé. Quy tắc thứ ba là khi động từ kết thúc bằng một phụ âm sau đó đến âm y dài thì chúng ta phải bỏ y dài, thêm y ngắn và thêm es.
âm cộng y dài thì chúng ta phải chuyển thành y ngắn và thêm es. Cô ví dụ này, động từ study. Study chúng mình thấy là kết thúc bằng phụ âm d, d và y dài đúng không? D và y dài, chữ d và y dài. Vậy thì chúng ta khi mà chuyển chia động từ, chúng ta sẽ phải bỏ y dài, thêm y ngắn và thêm es, và chúng ta đọc là studies, studies. And các bạn lưu ý giúp cô nhé, khi mà động từ kết thúc cũng là y dài nhưng mà trước đấy là nguyên âm. Trước đấy là nguyên âm thì chúng ta vẫn thêm s như thông thường. Cô ví dụ động từ chơi, play, kết thúc bằng gì nhỉ? Đuôi y nhưng mà trước đấy là âm a đúng không? Là nguyên âm, chữ a là nguyên âm thì chúng ta thêm s như thông thường là plays, plays. Chúng ta đã được học cách thêm đuôi s và es cho động từ đối với chủ ngữ ngôi thứ ba số ít. Vậy thì chúng ta sẽ đọc những cái đuôi s hay es như thế nào? Có phải lúc nào chúng ta cũng đọc là s hay không? Vậy thì chúng ta cùng đi tiếp. Ok, chúng ta vừa mới học về cách thêm đuôi s và es vào sau động từ đối với chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít và danh từ số ít đúng không nào? Vậy thì khi sau khi thêm rồi chúng ta đọc như thế nào? Có phải lúc nào chúng ta cũng đọc là s hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu với cô nhé. Đầu tiên là chúng ta đọc đuôi es như thế nào? Thì chúng ta sẽ đọc là is. Chúng ta sẽ đọc là is. Trừ các từ kết thúc bằng đuôi o, kết thúc bằng chữ cái o. Có ví dụ nhá, vừa rồi chúng ta có từ gì nhỉ? Nhớ đúng không? Miss. Chúng ta thêm s, chúng ta sẽ đọc là Mrs. Thêm đuôi es. Vừa rồi chúng ta có ví dụ gì nhỉ? Từ miss đúng không? Chúng ta thêm đuôi es thì chúng ta sẽ đọc là Miss is, Miss is, Mrs. Miss is. Hay chúng ta có động từ gì nữa nhỉ? Rửa tay. Và chúng ta đọc là wash, wash is, washes, washes. Động từ xem tivi đúng không? Chúng ta có là gì? Watch, watch cheese, watch cheese. Ok. Còn những cái từ mà kết thúc bằng đuôi o thì chúng ta sẽ không phát âm đuôi s, es là is mà chúng ta sẽ phát âm là z. Ví dụ, chúng ta có động từ go và chúng ta sẽ đọc là goes khi chúng ta thêm es, goes. Hay undergo và chúng ta có là undergoes, right? Hay động từ rất quen thuộc là động từ do, chúng ta sẽ có does, does, right? Redo, chúng ta có redoes, redoes. Ok, đấy là cách chúng ta phát âm đuôi es. Còn phát âm đuôi s thì sao? Tôi sẽ chuyển sang bảng bên này để chúng ta nhìn dễ hơn nhé. Phát âm đuôi s. Để phát âm đuôi s thì chúng ta có hai cách phát âm. Một là s, tất cả chúng ta đều đã biết đúng không? Và hai là z, s và z, s và z. Âm s là âm gì nhỉ? Là âm vô thanh. Chúng ta lưu ý cho cô nhé. Âm vô thanh là âm thanh phát ra
bằng hơi của các bạn và chúng ta bật hơi, và cổ họng của chúng ta không rung, chúng ta không dùng dây thanh quản nhá. Ví dụ nhá, cô đặt lên tay này và cô phát âm. Nào, các bạn đặt lên tay, đặt tay lên cổ cùng cô nhá. Các bạn không thấy cổ của mình rung đúng không nào? Rồi, còn âm đó, cái khẩu hình miệng cũng như cái lưỡi của chúng ta tương tự như S, nhưng mà cái cổ của chúng ta rung thì cô sẽ gọi là âm hữu thanh. Chúng ta sẽ gọi âm này là âm hữu thanh nhá. Tương tự với tất cả những cái âm khác ở trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ luôn có gì nhỉ? Nguyên âm là âm gì? Hữu thanh hay vô thanh nào? Ok, hữu thanh đúng không? O, A, E, I, U, O. Nếu tất cả chúng ta cùng đặt tay lên cổ này thì chúng ta sẽ thấy tất cả nguyên âm đều là âm hữu thanh hết. Và chúng ta có những gì nhỉ? Cả phụ âm. Chúng ta có những phụ âm là phụ âm hữu thanh nữa. Ví dụ như là âm D, âm B, right, âm G, âm V, chưa? D, B, G, V. Chúng ta sẽ rung cổ họng này. Còn những cái âm vô thanh thì sẽ bao gồm gì? Gì nào? Không thể có nguyên âm rồi đúng không? Thì chúng ta chỉ có thể có phụ âm, và phải là phụ âm hữu thanh. Phụ âm hữu thanh ví dụ như là gì nhỉ? Right. Âm cô ví dụ nhá, chúng ta còn nhiều những âm khác nữa nào. Rồi vậy thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? Đối với những động từ kết thúc bằng âm vô thanh. Các bạn lưu ý nhá, chúng ta sẽ kết thúc bằng âm, không phải bằng chữ cái nhá. Đối với những động từ kết thúc bằng âm vô thanh thì chúng ta sẽ phát âm là đuôi S, chúng ta sẽ phát âm là S. Rồi, cô ví dụ này. Từ gì nhỉ? Các bạn cho cô ví dụ đi. Ok, ăn. Eat. Mình sẽ phát âm là eat. Eat. Rồi, ăn rồi, uống. Drink. Chúng ta phát âm là gì nhỉ? Drinks. Drinks. Đúng không? Rồi. Còn những cái từ kết thúc bằng âm hữu thanh. Kết thúc bằng âm hữu thanh, các bạn chú ý là chúng ta kết thúc bằng âm nhé, âm thanh nhé, phiên âm nhé. Thì chúng ta sẽ phát âm đôi S thành Z. Cô ví dụ này. Đầu tiên một ví dụ kết thúc bằng nguyên âm. Nguyên âm là âm hữu thanh mà đúng không nào? Chúng ta có từ chơi này, play, A. A là nguyên âm, kết thúc đúng không? Thì chúng ta sẽ đọc là plays, plays, plays. Chúng ta sẽ đọc đôi S là plays, plays, ok. Và cô lấy một ví dụ kết thúc bằng phụ âm, nhưng mà là phụ âm hữu thanh nhá. Chúng ta sẽ có từ gì nhỉ? Need, 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 d là âm hữu thanh. Vậy thì chúng ta khi thêm S, chúng ta sẽ phát âm là need, z, need, z, need, need. Cô sẽ lấy một ví dụ needs này. Thêm một ví dụ nữa nhá. Ví dụ như từ kết thúc bằng âm là âm hữu thanh đúng không nào? Dig, dig, dig. Vậy thì khi thêm S chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? Đúng rồi, dig, digs, digs. Ok. Vậy thì trong cái phần cách phát âm đuôi S này, cô tổng kết nhá.
thì khi mà động từ kết thúc bằng âm vô thanh, chúng ta sẽ phát âm là S, cũng là một âm vô thanh. Vậy và khi kết thúc bằng âm hữu thanh thì chúng ta phát âm đuôi S là Z, cũng là một âm hữu thanh. Vậy chúng ta có kết luận gì nhỉ? Chúng ta sẽ có kết luận là âm vô thanh sẽ đi với âm vô thanh, đúng không? Và âm hữu thanh sẽ đi với âm hữu thanh. Đó, như vậy thì sẽ rất là đơn giản. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta đã tìm hiểu hết tất tần tật từ A đến Z thiền tại đơn. Cô hy vọng trong thời gian tới chúng ta vậy là chúng ta đã tìm hiểu hết tất tần tật từ A đến Z của thì hiện tại đơn. Nếu các bạn cảm thấy chưa rõ phần nào, chúng mình có thể tùy ý tua và xem lại nhé. Hy vọng là thời gian tới các bạn có thể luyện tập thêm và chúng mình sẽ không phải mắc những cái sai lầm đáng tiếc nữa và tăng khả năng tiếng Anh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với cô. Xin chào và hẹn gặp lại.